Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh youtube Và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện Lại nói lúc bây giờ, Lục Thiếu Du và Lữ Trinh Cường nói chuyện với nhau Lữ Trinh Cường cứ muốn gặng hỏi xem Lục Thiêu Du đã tìm được bảo vật gì. Chỉ tiếc là Lục Thiêu Du không hén lửa lời. Muốn được tin tức từ trong miệng tiểu tử này không hề dễ gì. Cho nên Lữ Trinh Cường cũng không thu được gì cả. Cho đến nửa canh giờ sau, Lục Thiêu Du xin cáo lui mà rời đi. Hiện tại thời gian vô cùng cấp bách, cho nên hắn phải nhanh chóng đi tới vần dường tông. Tiểu tử, thực lực của con hiện tại đã đạt tới bước nào rồi? ngay cả ta cũng không nhìn thấu lẽ nào đã đột phá tôn cấp rồi sao lục thiên du vừa mới đi ra tới cửa đội trinh cường không nhìn được mà hỏi một câu có thể đánh chết một đống tôn cấp và vương cấp coi như thôi động từ đồi huyền đỉnh. sợ rằng cũng không dễ gì nếu như đột phá tôn cấp thì quả thực là quá kinh khủng từ khi chấm dứt thi đấu chọn ra thập đại cường già trẻ tuổi cho tới bây giờ chỉ có hơn một năm mà thôi khi trước tiểu tử này mới là vũ vương nhất trọng trong đồng một năm đột phá tôn cấp, quả thực quá yêu nghiệt. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Huống chi còn có linh vương song tu. Tốc độ đương nhiên là phải chậm đi không ít. Bẩm nhạc phụ, tiểu tử mới là vũ vương cửu trọng mà thôi, đột phá tôn cấp còn không dễ như vậy. Nói xong, thân ảnh lục tiêu dù lập tức biến mất ngoài đình viện. Vũ vương cửu trọng sao? Trong đình viện, thân thể lưỡi chính cường lần nữa run lên tốc độ bực này quả thực chính là nghịch thiên. Phương cấp có thể đánh chết một đống lớn tôn cấp, không hổ được là người đời gọi là linh vũ chiến vương. Lữ Trinh Cường cũng không còn biết, khi lục thiêu Du đánh chết một đống tôn cấp thì Tu Vi còn chưa đạt tới như bây giờ. Trong đình viện của Lữ Tiểu Linh, Tiểu Long đang cùng Lữ Tiểu Linh thưởng thức mỹ thực của Linh Thiền Môn. Thiền sĩ Tuyết Sư cũng không khách khí gì cả. Lục Thiêu Du trở lại đình viện, vừa mới tới linh tiền môn mấy canh giờ, hiện tại lại phải rời đi. Tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Trong lòng Lữ Tiểu Linh cũng không muốn, tình huống của linh tiền môn, phi linh môn hiện tại nàng cũng biết, cho nên cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ mà thôi. Đưa Lục tiêu Du ra ngoài, Lữ Tiểu Linh chỉ dặn Lục tiêu Du tất cả phải cẩn thận. Tiểu Linh, ta đi đây, lão bà của ta. Nhìn nữ tử quyến rũ mà nóng bỏng trước mặt, Lục Tiêu dù hồn lên môi của nàng một cái, ánh mắt dường như vô ý nhìn lên ngọn núi cao vút trong mây, rồi đập tức cưỡi thiền sĩ tuyết sư rời đi. Hai cánh của thiền sĩ tuyết sư dựng lên, một cậu uy áp tràn ra khiến cho không ít yếu thú rùn rẩy. Trong nháy mắt, thân thể cao lớn hóa thành một đạo lưu quang màu trắng biến mất trong không trung. Nhìn bóng lưng biến mất phía trước, vừa về mấy canh giờ lại phải vội vã rời đi như vậy. Mãi một lúc lâu sau, Lữ Tiểu Linh mới quay trở về. Trên một ngọn núi, lúc này có mấy đảo thân ảnh xuất hiện. Trong đó có một người chính là Lữ Chính Cường. Mấy người khác không có một chút khí tức bà động nào cả. Thế nhưng bà động trong lúc vô hình khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ rùn sợ. Nếu như Lục Thiêu Du có mặt ở đây, đương nhiên có thể nhìn ra mấy người này đều có tu vi tổn cấp. Tiểu tử Lục Thiêu Du này không đơn giản đâu, không cơ có thể phát hiện ra chúng ta. Một lão giả áo tím lại nói ánh mắt không chút gợn sóng, yên tĩnh giống như mặt hồ, thế nhưng nhìn vào vô hình trung sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Từ lôi huyền đỉnh truyền thừa của đế già, hơn nữa bằng vào thiền phú kinh nhân của tiểu tử này, thành tựu sau này khó có thể hạn lượng. Thảo nào là làng sườn tràng, hóa vũ tông, hạc sát giáo không nhịn được mà lại động thủ. Một lão bà mặc váy lại nói, chư vị trưởng lão, lần này mời chư vị đi tới thiền buồn cốc một chuyến. Lữ Trinh cường nói với mọi người, có vần dương tông còn có thánh linh giáo kia quả thực cũng không sợ làn đằng sườn tràng hóa vũ tông hắc sát giáo bao nhiêu cả lần này ba sơn môn này không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy âm mưu thật là tốt chúng ta nhịn lâu như vậy giờ cũng nên cho đám người làn đằng sườn tràng và hóa vũ tông cùng hắc sát giáo kia một chút giáo huấn ánh mắt của lão già áo tím sáng như sao trong mắt tràn ra hàn ý nồng đậm thiền sĩ tiết sư rời khỏi linh thiền môn quen miệng đục tiêu dù nhếch lên vừa rồi có mấy đạo khí tức mịt mờ rơi vào trên người của hắn. Mấy người này chỉ dùng tâm thần dò xét lục tiêu du. Tuy rằng tu vi của hắn hiện tại chỉ là linh vương cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng luận linh hồn lực đã tới tồn cấp. Có người dò xét, đương nhiên hắn có thể cảm giác ra được. Tiểu Long chú ý tiền trụ giới. Sau khi xác định chung quanh an toàn, lục tiêu du lần nữa móc ra tiền trụ giới rồi tiến vào bên trong. Tiểu Long hóa thành bàn thể chừng bảy thức, huyền vũ thần sắc bao phủ trên thiên trụ giới. Trong thiên trụ giới, lục tiêu du xuất hiện trong không gian nơi huyết mị và hắc hùng bế quan. Khí tức hai người lúc này vẫn đang tiếp tục kéo lên. Khí tức kéo lên đã mạnh hơn một chút, nhưng mà muốn đột phá bát dai cũng chưa đủ. Một lát sau, lục tiêu du đi tới phía xa, móc ra hỏa lòng đỉnh, lần nữa bắt đầu luyện chế khổi đỗi. Trên người của hắn vẫn còn không ít thi thể, đều là thi thể vườn cấp. Mà một bộ đầu khôi lỗi cấp 7 được luyện chế ra đều là một trợ lực lớn vô cùng. Tuy rằng cần tốn không ít thời gian luyện chế, thế nhưng ở bên trong thiền trụ giới này thì không thành vấn đề. Tâm thần chợt giỏ xét, lục quang trình nhẫn chữ vật chợt lóe trước người lục thiêu du, hỏa long đỉnh xuất hiện, sau đó lại có không ít thi thể và tài liệu luyện chế khối đổi cần xuất hiện. Khoanh chân ngồi xuống, lục thiêu du không dừng lại chút nào, linh được trót vào bên trong hỏa long đỉnh, một câu hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu rít gạo đồng thời lục tiêu du cũng đem không ít tài liệu ném vào trong hỏa long đỉnh để luyện hóa đối với lục tiêu du mà nói đương nhiên không thành vấn đề bởi vì hắn đã sớm thành thạo chuyện này luyện chế một đậu hồi đội cấp 7 là tương đương với một cường giả vương cấp nếu như là cấp 7 hậu kỳ thì lại càng không cần phải nói trong lúc luyện chế linh hồn lực của lục tiêu du được đề thẳng không ít vô hình trung cũng coi như có tác dụng như tù luyện đối với hắn việc nắm linh hồn lực trong tay cũng thành thạo và tinh diệu hơn trước. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lục Tiêu Du vẫn tiếp tục luyện chế khối lỗi. Bây giờ tại Đồng Hải vào buổi sáng sớm, ở phía dưới có một khối lục địa nhìn không thấy điểm cuối trong hải vực. Lục địa này giống như kéo dài trên Đồng Hải. Bên trên lục địa có không ít ngọn núi sừng sững, vách núi cao vút. Trong thánh đình giáo, ở đại điện mang phong cách cổ xưa của thánh linh bộ, Lục Tiêu Du ngồi ngay ngắn trên chủ vị Bốn đại thiền tồn ngồi ở hai bên Xin bài kiến giáo chủ Mọi người cung kính hành lễ Tổng cộng có hơn 100 vũ vương cùng linh vương Trong đoạn thời gian này Dường như bởi vì có liên quan tới diễn đình thánh quả Cho nên đại trưởng não thánh linh bộ Còn có hai trưởng não khác Đều đột phá tới tôn cấp Thanh đình giáo lần nữa lại có thêm Ba cường giả tôn cấp xuất hiện Mà những người khác bởi vì có tài nguyên tu luyện rồi sao Tu vi lại dừng lại quá lâu Cho nên sau khi nhận được Tài nguyên tu luyện thì tốc độ tù tuyện lại có tiến bộ. Lục tiêu du liếc mắt nhìn quanh, không ít người đều có tiến bộ lớn. Khoe miệng của lục tiêu du nhếch lên mỉm cười. Thanh linh giáo có thực lực như vậy. Vũ tồn linh tồn có mười mấy người, hiện tại lại có thêm bà tồn cấp nữa. Vũ vương linh vương lại thêm hơn trăm người. Về phần vũ xuất linh xuất thì càng nhiều. Quả thực đây chính là một cỗ thế lực kinh khủng. Cho dù so sánh với tứ các tứ đạo thì tuyệt đối cũng có lực chống đỡ, thanh đình giáo ngay lập tức mở ra đại trận hộ giáo. Từ đại thiền tôn, tất cả tôn lão hộ giáo, trường đảo lập tức theo tà tới cổ vực, ngay lập tức xuất phát. Thanh âm của lục tiêu du vừa dứt, sát khí quanh thân tràn ra. Trong đàn lăng sơn trang, trong đại điện, vẻ mặt của gia cát Tây Phong tràn ngập hàn ý. Tràng chỗ, phi linh bồn hiện tại tập trung ở thiền bồn cốc gần 20 vạn người, dường như đang có âm mưu gì đó. Trong đại điện, phi đàn trưởng đảo lại nói. Hai mươi vạn người à? Đây có lẽ là toàn bộ thế lực của Phi Linh Môn đúng không? Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong trầm xuống. Hạc sạt giáo, hóa vũ tông, truyền đến tin tức. Nhân mã của song phương đã bắt đầu tập kết. Mặt khác còn còn nhận được tin tức. Lục Tiêu Du ở Đông Hải đã trở về Phi Linh Môn. Phi Lan lại nói. Phi Linh Bồn nhỏ nhỏ, không ngờ lại dám chọc vào làn làng sơn tràng chúng ta. Lần trước banh trướng chúng ta đã không tính toán. Lần này nhất định phải nhổ tận gốc. Bằng không làn làng sơn tràng chúng ta không còn mặt mũi nào đặt chân trong cổ vực nữa cho dù tiêu tử lục thiêu du kia có trở về thì sao nếu như là đằng sơn trang ta động thủ với hắn thì vẫn có thể bóp chết hắn giống như còn kiến gia cát tử vân oán hận nói ra nhắc tên lục thiêu du oán hận trong mắt càng thêm đậm tiêu tử kia ba lần bảy lượt lăng nhục hắn không giết tiêu tử này khó mà giải mối hận trong lòng hắn Hạc sát giáo hóa vũ tông còn truyền tin tức nào tới không gia cát tây phòng âm trầm khẽ phép vầy quạt hỏi phi làn trưởng đáo Triệu trưởng đáo và hoàng trưởng đáo đã liên hệ với hóa vũ tông và hắc sát giáo. Bọn họ đều đồng ý hành động sớm, đang chuẩn bị đi tới thiền bồn cốc. Hành động sớm sao? Ánh mắt của gia cát tây phòng kẽ đổi rồi nói. Truyền lệnh xuống dưới cho ta là làng sườn tràng chúng ta tập kết 50 vạn đệ tử đi tới thiền bồn cốc, hội họp với hóa vũ tông và hắc sát giáo. Trước tiên đánh chết 20 vạn người của phi linh môn, sau đó lạnh nhổ tận gốc vì linh bồn cũng không muộn. Vâng, phi đàn đáp lại. Lục thiêu du, bà sần bồn trung ta muốn tiêu diệt phi linh bồn của người quá dễ. Lần này ta xem có ai còn có thể cứu được người đây. Trong đại điện, trong mắt của gia cát tử vân hiện lên hàn ý, lầm bẩm rồi nói. Cổ vực, một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững trong mây, bên trong núi có kiến trúc liền biệt. Truyền đánh xuống dưới, 50 vạn đệ tử trong tông lập tức xuất phát đi thiệt bồn cốc cương giả trong tông đi sau. Trong đại điện, hạn ý trong mắt công tôn hóa nhai tràn ra, bên trong vô hình trùng có sát khí nhàn nhạt, nhạt, Vâng, mọi người đáp xong bắt đầu tản đi. Đại sự sắp tới gần, linh thiền bồn các người khổ tâm bảo vệ phi linh bồn là bởi vì giữ cho một mình một đường lui. Thế nhưng tính toán của các người sợ rằng phải thất bại rồi. Công tôn hóa nhai lầm bẩm nói ra. Cổ vực sắc trời vào đêm, trong bầu trời đêm u ám, vầng trăng chiếu trọi mặt đất phía dưới phi đình bồn, lần này không tiêu diệt các ngươi ta sẽ không còn gọi là đồng quy tinh truyền lệnh xuống dưới cho ta năm mươi vạn đệ tử trong giáo xuất phát đi thiền bồn cốc trong một căn phòng đồng quy tinh mặc một bộ áo bào màu đen vẻ mặt tràn ngập sát khí trong sát khí nồng nặc sát khí như vậy vâng một bóng đen đáp xuống xong lập tức rời khỏi căn phòng đại sự đã tới gần tất cả cản trở phải gạt bỏ phi đình bồn người không có cơ hội đâu trường bào của đồng quy tinh run lên, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, sát khí ngày càng đậm đặc. Trong cổ vực một mảnh yên tĩnh, chỉ có sao bắt đầu treo ở trên trời. hạn ý lạnh thấu xương tràn ngập, không biết từ khi nào sao bắt đầu di chuyển về phía nam. Ở phía chân trời cổ vực xuất hiện ánh sáng lở mở. Trên phía chân trời chỉ có ngôi sao phá quân trong bắt đầu thất tình sáng sủa. Thì thoảng lé sáng một cái, bao quần bắt đầu di chuyển giống như bị bột cơn gió thổi chậm trái đi về phía cổ vực đồng thời toàn bộ cổ vực rung lên trên cổ vực tràn sát khí hắc vụ dường như tất cả sát khí trong thiên địa cảm nhận được thứ gì đó cho nên bắt đầu tập hợp giữa phút này vô số cường giả cũng cảm nhận được biến hóa vô số cường giả ẩn tàng vô số năm đem từng đạo ký tức phóng lên cao dường như đang tìm kiếm thứ gì đó thế nhưng lại không thể tìm ra lúc này trong thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài đây là một thanh âm giả đua xa xưa quanh quẩn trong bầu trời đêm, cũng không có ai có thể nghe thấy được. Trên bầu trời rộng lớn trong giây lát xuất hiện một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này mang theo hắc ám, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thế nhưng cho dù có nhìn thấy, cũng không thể nhớ kỹ được thân ảnh hư ảnh này. Thân ảnh này chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt vô cùng tĩnh lặng. Trong nháy mắt khi mở ra, sát khí tụ tập trong thiên địa lập tức tiêu tán. Và quần lệch vị trí cổ vực yên bình trên vạn năm lại sắp máu chảy thành sông. Thân ảnh này xuất hiện trên vòm trời, nhìn dị tượng trên không trung rồi lập tức nói. Ồ, không chỉ là cổ vực mà là toàn bộ đại lục, toàn bộ đại lục cũng bị ảnh hưởng. Máu chảy thành sông, máu chảy thành sông. Hư ảnh lớn này thì thao kẽn nói, sau đó lập tức biến mất không còn tung tích, giống như là chưa từng xuất hiện qua, cũng không có ai có thể nhìn thấy được người này. Và quần lệch vị trí, rơi vào trong cổ vực, trong tình ngục cát trên một ngọn núi cao vút trong mây hắc linh vương nhìn hai vực rộng lớn trường bào rung lên ánh mắt tức thì biến ảo pha quần lệch vị trí dị tượng giết chóc bên người hắc linh vương một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện dị tượng giết chóc không ngờ lại rơi vào trong cổ vực hắc linh vương nhíu mày nói truyền lệnh xuống dưới thời gian đã tới tất cả cường giả xuất phát đi tới thành ma vân trong thiền trụ giới trong không gian tê lương Lúc này thời gian bất trị bất giác tồi quả khối đội bí thuật ngưng tụ cho ta thủ ấn trong tay lục tiêu dù biến hóa dung dịch nóng bỏng trong hỏa long đỉnh sôi trào lập tức rót vào bên trên một cỗ thi thể dung dịch nóng bỏng rót vào trên thi thể tức thì phát ra thanh âm kèn két từ đầu tới chân cỗ thi thể này đều bị dung dịch nóng bỏng bao phủ trong nháy mắt có từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ra theo dung dịch rót vào thân thể này từ từ chuyển thành bầu đen vô cùng sáng bóng lên tụ cho ta lục tiêu du khẽ quát một tiếng cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn thủ ấn hóa thành quang mang kỳ dị đánh vào bên trên người cỗ thi thể kia đôi mắt vốn trống trống của thi thể trong nháy mắt mở ra trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo thái nhợt khí tức quanh thân thể này trong chớp mắt bắt đầu kéo lên cỗ khí tức kia lan tràn ra khiến cho tim người khác đập tức đập nhanh sự như ẩn sâu bên trong đầu côn lỗi màu đen kia chính là năng lượng kinh khủng lục thiêu du bây giờ phất tay khôi lỗi này trực tiếp nhảy tới bên người lục Thiêu du trong ánh mắt trống rỗng hiện lên tình quang nhẹ nhẹ một trăm hai mươi tám đầu lục Thiêu du lẩm bẩm nói nhìn một trăm hai mươi tám khôi lỗi trước mặt tính thêm năm mươi tám đầu khối lỗi ban đầu tổng cộng trong tay hắn đã có một trăm hai mươi tám cỗ khôi lỗi tất cả khối lỗi cấp bậc thấp nhất cũng tới cấp bảy sở dài một trăm hai mươi tám đầu khôi lỗi không thể nghi ngờ là tương đương với một trăm hai mươi tám cường giả vũ phương đình vương lần thứ hai luyện chế 27 đầu khôi lỗi. Ở giữa Lục Thiêu Du cũng chỉ nghỉ ngơi có một lần. Thủ ấn được kết ra, Lục Thiêu Du đem tất cả khôi lỗi thu vào trong nhận trữ vật. Lúc này trong tâm thần dò xét của Lục Thiêu Du, viết xa xa hiện tại đang truyền đến năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ. Muốn đột phá sao? Trên mặt của Lục Thiêu Du hiện lên vẻ vui mừng, trong tâm thần dò xét của hắn. 20 ngày trước, huyết mỹ đã bắt đầu có dấu hiệu của sự đột phá mà lúc này sợ rằng đã chính thức đột phá. Sau khi thu hồi hỏa lòng đỉnh, Lục Tiêu Du lập tức biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện ở một nơi khác trong không gian, lúc này thân ảnh huyết mị đã biến mất. Trước người Lục Tiêu Du xuất hiện một tổ ống lớn, một cỗ năng lượng mạnh mẽ, lúc này cũng đang nhanh chóng hội tụ. Đám năng lượng mạnh mẽ này đang tụ tập chung quanh cái tổ ống ấy. Tổ ong lớn này sợ rằng to chừng một nghìn thước, giống như một trùm nho nho nhỏ, màu đỏ khổng lồ lơ lửng trên không trung cặp vật thể màu đỏ tươi quang mang tràn ngập trên giống như là tiền huyết lưu chuyển bên trong có ngàn vạn động khẩu nhỏ nhỏ năng lượng mạnh mẽ liên tục rót vào trong tổ ong trong tổ ong màu đỏ có một cỗ khí tức bàng bạc tràn ra khí thế cực kỳ kinh khủng sắp đột phá bát dai rồi lục thiết du mỉm cười huyết mị lúc này đang bắt đầu đột phá bát dai nếu như huyết mị đột phá bát dai quả thực khi đó nàng sẽ vô cùng kinh khủng bởi vì một khi huyết mị đột phá bát dai quân đoàn thị huyết đình phòng bền người một lần nữa sẽ tăng thêm quy mô đồng thời lại tấn chức không ít đến lúc đó quân đoàn thị huyết đình phòng tuyệt đối sẽ là một đội quân vô cùng kinh khủng năng lượng dũng mãnh tràn vào tổ ong màu đỏ không gian lay động liên tục trong tổ ong màu đỏ có một cỗ khí tức mới lạ bắt đầu lan tràn ra cỗ khí tức này vô cùng cường hãn khiến cho linh hồn không khỏi run lên đột phá cho ta. Lục tiêu dù vẫn luôn nhìn vào tổ ong màu đỏ, cảm nhận cô khí tức mới lạ kia. Cô khí tức này vô cùng mạnh mẽ và cuồng bạo. Thật lâu sau đó, tất cả mới bình tĩnh trở lại. Toàn bộ tổ ong màu đỏ hơi nhóng lên. Huyết sắc quảng mang lúc này mới thu liễm trở lại. Một thân ảnh xinh đẹp từ trong tổ ong nhảy ra. Thân ảnh xinh đẹp này có đường cong linh lung, mái tóc dài màu đỏ xóa xuống tới tận bờ mông vệnh. Trang phục đỏ như lửa bao phủ đường cong bên người càng khiến cho bờ mông vành phía sau càng thêm kiều ngạo chủ nhân tân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên trong nháy mắt đi tới trước người lục tiêu du trên khuôn mặt kiều mỹ kia đôi mắt giống như muốn mê hoặc nhìn người vào chỉ sợ so với bạch linh cũng không kém bao nhiêu cảm giác thế nào lục tiêu du thấp giọng hỏi khởi bầm chủ nhân sau đột phá bát dai số lượng tỷ huyết linh phòng thợ có thể đào tạo tăng lên không ít thì huyết linh phong thợ thất dai lục dai ngũ dai cũng có thể một lần nữa để thăng số lượng cũng có thể tăng lên chỉ là số linh dược cần dùng cũng kinh nhận huyết mị nói ra tất cả linh dược ở đây người cứ tùy tiện dùng người cứ tiếp tục ở bên trong này đào tạo thị huyết linh phòng thợ đi lục tiêu du giao cho huyết mị một chiếc nhẫn chữ vật bên trong đều là linh dược đối với việc đào tạo thị huyết linh phòng thợ lục tiêu du vẫn cực kỳ coi trọng đương nhiên sẽ không theo kiệt lịch lực được lại thêm cất dấu hai kiện của phi linh môn muốn chống đỡ trong huyết mị đào tạo tị huyết linh phong thợ là chuyện vô cùng dễ dàng tính toán về thời gian cảm giác hẳn chưa tới vân dương tông tới vân trương tông thì tiểu long cũng đã thông báo cho hắn lục tiêu du lập tức quanh chân ngồi xuống bắt đầu lĩnh ngộ lĩnh ngộ về thời gian thôi lục tiêu du quyết định tiếp tục lĩnh ngộ thời gian lúc này lĩnh ngộ thời gian cực kỳ quan trọng chỉ có lĩnh ngộ về thời gian mới có thể mở ra tầng thứ hai của thiền trụ giới càng là không gian phía trên, thời gian chênh lệch càng lớn. Cho dù là tầng thứ hai, thì chênh lệch cũng gấp 20 lần. Đối với tù luyện mà nói, chỗ tốt cực kỳ kinh nhân. Có linh ngộ lần trước, lúc này lục tiêu du cũng có chút khái niệm mơ hồ về thời gian. Thời gian tuy rằng không phải là một loại năng lượng, thế nhưng cũng là một loại tồn tại trong thiên địa. Mặc dù sự tồn tại của thời gian chỉ là một loại khái niệm, thời gian chỉ là một loại tồn tại khách quan. Nếu như nói thời gian là một loại tồn tại khách quan thì quả thực có chút lệch lạc. Ngược lại, thời gian sở dĩ tồn tại là bởi vì mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ, một loại quỹ tích mới có thể chứng minh sự tồn tại của thời gian. Chỉ có mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ, một loại quỹ tích thì mới có thể nhận ra được thời gian. Dường như lục tiêu du đã tìm được thứ gì đó, thế nhưng càng nghĩ lại càng khiến cho lục tiêu du mơ hồ. Thời gian một lần nữa trôi qua, trong lúc tĩnh ngộ, thời gian thôi qua cực kỳ nhanh chóng. Trong không trung yên tĩnh, thiền sĩ tuyết sư trở lên cao giống như một đạo lưu quang xẹt qua, hai cánh cắt vỡ không gian, tốc độ nhanh chóng tới mức kinh khủng. Tại một ngọn núi lớn ở trên vần dương tông, từng ngọn núi xuyên qua tầng mây giống như đang lơ lửng trên bầu trời. Trên một ngọn núi có một dãy bốn đạo thân ảnh đang ngồi trong đình viện, thi thoảng còn có tiếng cười truyền ra. Mấy người này chính là Lan Lan Thị, Vân Hồng Lăng, còn có nha hoàn tiếp thân của Vân Hồng Lăng là Đông Mai và Lục Trung. Trong tiểu viện có một người ngây ngây ngốc ngốc, nhìn thấy mọi người đang cười ngây ngô thì cũng cười theo. Mà người này chính là Lục Thiếu Hổ. Lúc này hắn đã không còn kiêu ngạo và hống hách như trước kia nữa, hoàn toàn trở thành một kẻ ngây dại. Hồng Lăng, vô song đi đâu vậy còn chưa trở về, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Điều có gặp phải nguy hiểm gì hay không chứ? Trong đỉnh viện, là làn thị lo lắng nói một câu mẫu thân, bác cùng già không phải là gia tộc bình thường, so với vần trường Tâm còn mạnh hơn không ít. Vô song tỷ tới đó không có nguy hiểm gì. Có lẽ vô song tỷ còn có chuyện gì đó cần phải làm, bằng không đã sớm trở lại thăm chúng ta rồi. Vân Hồng Lăng lại nói. Còn có thiếu du, tâm đầm, quá nhi nữa, cũng không biết bà đứa bọn nó hiện tại đang ở đâu, có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Là làn thị lại nói. Làn muội muội không cần phải lo lắng cho mấy đứa chúng nó đâu, thực lực của mấy đứa chúng nó không phải người bình thường có thể làm được. Nói chung bọn chúng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lục Trung mỉm cười, như tử và con gái nuôi, con trai nuôi của hắn không phải là người bình thường, cho nên hắn cũng không lo lắng bao nhiêu. Đúng như vậy, mẫu thân người đừng có lo lắng quá. Vân Hồng Lăng lại nói, mẫu thân, cha, con đã trở về rồi. Ngay khi Vân Hồng Lăng nói xong, một thanh âm quen thuộc lập tức vang lên trong tiểu viện có một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mắt mọi người. Ta cũng đã trở về rồi. Tiểu Long từ trên công trung nhảy xuống, miệng nở nụ cười hằng hắc. Nhìn người trước mắt, La Lan Thị kinh ngạc một chút rồi mỉm cười, lập tức đi về phía trước rồi nói. Vừa mới nói tới con xong, tại sao lại đột nhiên trở lại đây vậy? La Lan Thị vừa nói, vừa tỉ mỉ nhìn lục tiêu du, tay vuốt ve khuôn mặt của hắn rồi nói. Không ốm, thế nhưng béo hơn một chút thì tốt. Mẫu thần người tu luyện thân thể gầy béo đều như nhau, thân thể của con rất tốt mà. Lục Thiên Du kéo tay của mẫu thân, nhìn vị phụ nhân hiền tử trước mắt, một đường đi tới, một đường tu luyện của hắn như hiện tại, mục đích duy nhất khi trước chính là bảo hộ mẫu thân của hắn. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, mà tới hiện tại vẫn là như vậy. Hắn bước đến con đường trở thành cường giả, cái gì mà công thành danh toại, lưu danh gì đó, đối với hắn không quan trọng. Thứ hắn muốn chỉ là bảo hộ những người thân bên cạnh mình tâm đồng với quá nhi đâu. Thế lục tiêu du và tiểu đồng xuất hiện, thế nhưng lại không nhìn thấy tâm đồng và trường quá. Là làn thị lập tức hỏi. Mẫu thân, bọn họ ở phi linh môn, người không cần lo gì. Lục tiêu du nói. Hồng lăng có nhớ tới ta không? Lục tiêu du lập tức đi tới trước mặt của vân hồng lăng, nhìn đứa từ mặc bộ y phục màu xanh trước mắt. Đôi mắt xinh đẹp như sao, làn da nhẵn nhụi giống như ngọc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn vô cùng kiểu diễm, cái eo nhỏ nhắn càng có vẻ mình người. Không biết xấu hổ, cha và mẫu thân còn có mặt ở đây. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, thế nhưng vẻ mặt cũng không có chút tức giận nào cả. Lục Tiêu Hổ không biết từ khi nào đã tới bên người Lục Tiêu Du, kéo kéo góc áo của hắn cười ngây ngốc. Trên quay miệng, lúc nào cũng có nước bọt. Tiêu Hổ, bên này, ta sẽ làm thức ăn cho con. Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Tiêu Hổ là làn thị lập tức kéo tay lục tiêu hộ vào phòng bếp lục trung nhìn hai nhi tử kết quả như vậy đã là tốt nhất rồi lục tiêu du kẽ thở dài trong lòng ngổn ngang cảm xúc ánh mắt nhìn về phía phụ thân lục trung bốn mắt nhìn nhau không nói gì thế nhưng dường như đều biết đối phương muốn nói gì Tiêu du có một số việc ta muốn nói với con lục trung lại nói một lát sau trong một tiểu thính lục tiêu du bố trí một đạo cấm chế phụ tử hai người lập tức ngồi xuống nói chuyện Thiêu dù, ta nghe nói chuyện của phi linh môn trong cổ vực, dường như phi linh môn của con hiện tại có phiền phức thì phải, còn tới vần dường tông kiếm viện binh sao? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Trung có chút ngừng trọng hỏi Lục Thiêu Du, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng biết bản thân không giúp được gì cho Lục Thiêu Du. Phụ thần, người cứ yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Thiêu Du nói ra, xem ra phụ thần của hắn cũng không có nhàn rỗi tin tức vần dường tông thu được mà phụ thân cũng biết được một ít là lăng sơn trang hắc sát giáo hóa vũ tông vây công phi linh bồn còn có không có việc gì sao nếu không có việc gì sao con lại tới vần dường tông làm gì lục trung khẽ thở dài rồi nói cũng là do ta vô dụng lục gia không chiếu cố được con hiện tại cũng không giúp được con phụ thân cho dù người giúp được con thì làm sao chìm ưng được bảo vệ cuối cùng không thể bay lượn trên trời lục thiêu dù lại nói nhìn lục thiếu du lục trùng không nói gì lại nói tiếp hóa vũ tông lan là lăng sơn trang hắc sát giáo không phải là sơn môn bình thường hai nhạc phụ của con hẳn là có thể giúp đỡ một chút chỉ là vân dương tông có chút ngoại tầm với mà linh Thiên môn mặc dù ở trong cổ vực thế nhưng ta hoài nghi mục đích của lan lăng sơn trang hóa vũ tông hắc sát giáo không phải là phi linh môn của con mà chính là linh thiên môn phi linh môn của con chỉ là bước đầu mà thôi lục tiêu du nhíu mày trong lòng có chút kinh ngạc. Phụ thân của hắn không rời khỏi phần xương tông mà có thể nhìn thấu bên trong như vậy. Quả thực không phải là người bình thường. Con hiểu rồi, chỉ là phi linh môn cũng không phải ai cũng có thể động vào. Ai dám động vào, kẻ đó tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá lớn. Lục Thư Du nói ra, trong mắt bắn ra hàng ý nhàn nhạt, nhạt. Nói chung, tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận. Nhớ cho kỹ, không thể xung động. Nếu vạn bất đắc dĩ, thì đại trưởng phu phải biết co được, giãn được. Là nàng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo cùng tiến lui với nhau. Vì linh bồn của con quá yếu. Vì linh bồn và linh tiên môn chỉ có một mình. Vân Dương Tông lại ngoài tâm với. Nói chung đối với con cực kỳ bất lợi. Lục Trung nhìn Lục Tiêu Du lại một chút lại nói. Tiêu Du, người không nhìn thấu toàn cục thì không thể mưu lược một vực. Không thể mưu được một đời thì không thể mưu một thời. Nhớ kỹ cầu này, đối với con có không ít tác dụng. Trong lòng của lục tiêu du có chút khiếp sợ, dường như phụ thân đang chỉ hắn thứ gì đó. Về mặt của hắn khẽ biến đổi, chỉ gật đầu, sau đó lại móc ra hai cái ngộp ngọc rồi nói. cha đây là diễn linh thánh quả, người và mẫu thân ăn vào sẽ có không ít tác dụng. Diễn linh thánh quả sao? Chẳng lẽ là diễn linh thánh quả sinh trường ở nơi linh khí tràn đây, ba vạn năm không có ai đặt chân qua sao? Lục Trung mở hộp ngọc vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc lại hỏi. Mấy năm nay trên vần dương tông, địa phương hắn đi nhiều nhất chính là Vạn Vũ Lâu và Vũ Linh Ảo Cảnh. Trong Vạn Vũ Lâu, hắn cũng đọc qua một ít tư liệu về diễn linh thánh quả này. giả dạ, đúng như vậy ạ. À. Lục Thiết Du gật đầu, tâm thần khẽ động, một đạo lưu quang lập tức từ trong tay bắn ra. Quang mang thủ liễm, đây chính là một thanh trường kiếm dài ba thước, bị vằn bên trên thần kiếm hiện lên, khí thức bàng bạc tràn ra, khiến cho tiểu thính rung lên. Khí tức bằng bạc tức thì khuếch tán trong tiểu thính. Khí tức này khiến cho lục trung lập tức chấn động hẳn lên. cha đây là một kiện vũ linh khí địa cấp. Người luyện hóa nó đi, con phải đi tới chỗ nhạc phụ một chút đã. Lát nữa còn sẽ quay trở lại. Lục tiêu du nói xong, đem vũ linh khí địa cấp ra cho lục trung, rồi thu lại cấm chế, rời khỏi căn tiểu thính ấy. Sau khi rời khỏi tiểu thính, lục tiêu du và mẫu thân hồng lăng nói chuyện một lát, rồi rời khỏi đỉnh viện, đi tới đỉnh viện Vân Khiếu Thiên đang ở. Trong Vân Dương Tông, mỗi một ngọn núi đều cách nhau khá xa, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể cưỡi thiền sĩ tuyết sư đi tới đó. Trong không trung, thiền sĩ tuyết sư khổng lồ như vậy đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý của đệ tử Vân Dương Tông. Ngần đầu nhìn tọa kỵ, ủy vũ, dữ tợn trên trời, cả đám đều ước ao khổng ngớt. Ta vừa mới nghe nói, Sư huynh Lục Tiêu Du đã trở về, không ngờ chuyện này lại là thật. Đó chính là thiền sĩ tuyết sư sao? Sư phụ của Lục Tiêu Du, sư huynh Lục Tiêu Du, lĩnh Vũ Chiến Vương sao? Không biết thực lực của sư huynh hiện tại đã tới tình trạng gì rồi. Mặc kệ là tới tình trạng gì, dù sao hiện tại người vẫn còn kém quá xa. Người có thể giao thủ với Lục Tiêu Du, sư huynh cũng chỉ có Phách Đào Lòng Tam, trên Đào Quất Đào Tuyệt, phi ứng Làng Phòng Trưởng Lão mà thôi. Nếu ta có thực lực như Lục Tiêu Du, sư huynh thì tốt rồi. Muốn có thực lực như Lục Tiêu Du, sư huynh thì ngươi phải bái vũ trưởng lão làm sư phụ. Vũ trưởng lão chính là sư phụ của Lục Tiêu Du Sư Huỳnh đấy. Sao ta nghe nói thực lực của vũ trưởng lão là người tập nhất trong những trưởng lão cơ mà? Người biết cái gì chứ? Vũ trưởng lão bí hiểm mới như vậy. Bằng không, Lục Tiêu Du Sư Huỳnh hiện tại sao lại mạnh như thế? Sao lại nổi danh như vậy chứ? Trong tiếng nghị luận của chúng đệ tử Vân Dương Tông, Lục Tiêu Du đã đi tới đỉnh viện mà Vân khiêu Thiên đang ở. Lục trưởng môn, Tông Chủ ở bên trong chờ ngươi ngoài đình viện lục tiêu du gặp được đại hộ pháp toàn thân mặc hắc bảo. lục tiêu du đã gật đầu thì lễ trong lòng có chút kinh ngạc xem ra hắn vừa mới tới vân dương tông thì đã bị nhạc phụ cáo giả kia đã biết tin tức cho nên mới chờ hắn tới trầm từ một lát lần này tới đây ngoại trừ việc của phi linh môn ra hắn còn phải lấy được địa tầm linh ngọc từ vân dương tông lục tiêu du biết chuyện này chỉ sợ không dễ gì vạn nhất không lấy được vậy thì hắn phải trộm thôi địa tầm linh ngọc liên quan tới việc khôi phục của nam thúc cho nên không thể buông được ngay khi lục thiêu du trầm tư trong đình viện truyền ra thanh âm của vần khiêu Thiên, linh vũ chiến phương dường dành thiên hạ tới đây không lẽ còn cần ta ra ngoài ngành đón sao còn không bao vào đi nhạc vụ người làm thế quả thực là muốn giết tiểu tế tiểu tế không dám linh thiền bồn mỉm cười bây giờ lúc này mới có đi vào trong phòng trong tiểu thính vần kiêu tiên đã ngồi trên một chiếc ghế trên người mặc trường bào màu xanh, áo choàng đen dưới tóc, bây giờ toàn thân tràn ngập vẻ cuồng dã không cầu nệ, vô hình trung có một loại khí phách uy chấn thiên hạ. Việc cổ vực sắp xếp xong rồi sao? Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Thiêu Du, dường như đang dò xét khí tức của Lục Thiêu Du, nhưng cái khác cũng không hỏi nhiều. Ánh mắt của hắn cũng lập tức nghi hoặc, bởi vì khí tức của Lục Thiêu Du hiện tại, hắn không thể nhìn ra, cho nên lúc này mới bảo Lục Thiêu Du ngồi xuống. Lục Thiêu Du ngẩn ra, việc cổ vực hắn cũng không cần nhiều lời. Vân Dương Tông tuyệt đối đã biết rõ ràng, hắn ta lại nói, tất cả đều đã có sắp xếp, chỉ còn chờ cường giả Vân Dương Tông tới mà thôi. Suốt cuộc phi đình bồn của người có bao nhiêu thực lực, lần này có phải đều lộ diện hết hay không? Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Thiêu Du nhíu mày rồi hỏi. Đến lúc đó, nhạc phụ tự nhiên sẽ biết thôi. Lục Thiêu Du nói ra, xem ra vị cáo giả này vẫn suy đoán thực lực của phi đình bồn, lại không biết phi đình bồn căn bản không ẩn giấu một chút thực lực nào. Về phần Nam Thúc cũng không thể coi như phi linh môn, mà Nam Thúc vẫn là luôn chữa thược. Nghe vậy Vân kiêu Thiền liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du, ngẩng đầu hỏi, linh thiền môn thế nào rồi? Dạ, con đều có sắp xếp cả rồi. Lục Tiêu Du gật đầu nói, mục tiêu của Lan Năng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, hắc Sát Giáo chính là linh thiền môn. Lần này cũng coi như chúng ta giải vây cho linh thiền môn trên mặt Vân Khiếu Thiên mang theo chút ngừng trọng rồi nói. Chỉ là không biết lần này là lằng sơn tràng, hóa vũ tông, hạc sát giáo phái ra bao nhiêu cường giả. Đến bao nhiêu thì sẽ phải lưu lại bấy nhiêu thôi. Hàn ý trong mắt của lục tiêu dụ bắn ra. Khẩu khí của người cũng không nhỏ. Làn lằng sơn tràng, hóa vũ tông, hạc sát giáo này, cường giả như mây. Người cho là dễ đối phó như vậy sao? Vân Kiêu thiên lần nữa, liếc mắt nhìn lục tiêu dụ rồi nói. Vân dương tông của ta và linh tiên môn của tên hỗn đản lữ chính cường kia hắn có thể chống lại hóa vũ tông và hắc gia giáo chỉ là không biết người còn nắm chắc chống lại là năng sơn trang hay không bằng không lần này sẽ có chút phiền phức đấy nếu như phi linh bồn chỉ có mấy đầu yêu thú linh thú bát dài sơ kỳ còn có thiên thủ quỷ tôn mà nói muốn đối đầu với làn năng sơn trang thì còn xa mới đủ chống lại là làng sơn trang sao lục thiên du sờ mũi của mình từ thực lực của nhật sát các kiên hiên đảo mà xem chỉ bằng vào đám người xích viêm, ban hủy, bản vân, lòng linh mà nói. Muốn chống lại là làng sườn tràng, đương nhiên có đủ tư cách. Thực lực của xích viêm, bản hủy, trong đại tôn giả tam trọng không thành vấn đề. Thế nhưng là làng sườn tràng tuyệt đối không chỉ có tôn giả tam trọng. Trong thanh linh giáo, mấy ngàn năm tài nguyên tù luyện, thiếu thốn, thế nhưng cũng có tôn cấp ngũ trọng. Trong là làng sườn trang, cường giả tôn cấp, dấu mặt nhất định cũng không ít. Cũng không biết cường giả tôn cấp có bao nhiêu cũng không biết xuất ra mấy cường giả tồn cấp. Suy tư một lát, Lục Thiêu Du lại nói, nhạc vụ cứ yên tâm, chỉ một la lăng sơn trang cũng không tạo ra bằng nhiều sóng gió, muốn chống lại cũng không thành vấn đề. Phi đình bồn và thánh linh giáo có thể chống lại hay không, Lục Thiêu Du không dám nói. Thế nhưng trong lúc này, còn có tinh ngục các, nhật sát các, kiên hiên đảo, ở Đông Hải gia nhập, tất cả mọi chuyện đã không thành vấn đề. Người nắm chắc thì tốt rồi, có lẽ lúc này là lăng sơn trang Hóa Vũ tông, hạc sát giáo đã tụ tập nhận mã rồi xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Vân Kiêu Thiên lại nói. Nhạc vụ à, lần này tiểu tế tới còn có một việc nữa. Lục Thiên Xuân nói ra, địa tầm linh ngọc mới là mục đích chủ yếu lần này của hắn. Bằng không, hắn chỉ cần phái người tới vần dương tông là đủ. Người nói coi, Vân Kiêu Thiên hỏi. Tiểu tế muốn địa tầm linh ngọc. Lục Thiên Xuân so sử một lát rồi nhìn Vân Kiêu Thiên nói. Cái gì? Vân Kiêu Thiền vốn đang suy nghĩ, Lục Tiêu Du có chuyện gì, không ngờ Lục Tiêu Du lại nói chuyện này, hầu như là hắn nhảy dựng cả lên, giật mình nhìn Lục Tiêu Du nói: "Vì sao người biết Vân Dương Tông ta có địa tâm linh ngọc?" Trong độc vô ý, đệ tử mới biết đến thôi. Ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ đảo, hàm hồ mà nói ra một câu. Vân Kiêu Thiền bây giờ nhìn Lục Tiêu Du, lại nói: "Tiểu tử ngươi có biết địa tâm linh ngọc là vật ra sao không?" Tiểu tế có biết qua một chút, Lục Tiêu Du nhìn phản ứng của vần Kiêu Thiên, hắn cũng biết độ trần quý của địa tâm Linh Ngọc, sợ rằng lần này muốn lấy được nó cũng không dễ gì. Địa tâm Linh Ngọc là trọng bảo sản sinh ra trong địa tâm Linh Mạch, vạn năm khó mà xuất hiện một khối. Năng lượng ẩn chứa trong mỗi một khỏa địa tâm Linh Ngọc đều vô cùng khổng lồ, đồng thời còn có không ít chỗ tốt khác nữa. Giá trị của một khỏa địa tâm Linh Ngọc tuy rằng thua thần khí, thế nhưng có thể nói đủ để so sánh với thần khí. Vân Kiêu Thiền nói xong, nhìn Lục Tiêu Dù nói, trọng bảo như vậy, người nói xem, ta có thể cho người sao? Hơn nữa, cho dù ta có lòng cho ngươi thì cũng không thể làm chủ được. Vân Kiêu Thiền nói ra, giọng điệu kiên quyết không gì sánh được, định làm cho Lục Tiêu Du thổi mở ước. Hắn lại liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du nói, địa tâm linh ngọc này, người muốn để làm gì? Lục Tiêu Du nhíu mày nói, nhạc phụ, địa tâm linh ngọc này, tiểu tế có chút việc cho nên cần phải dùng tới tiểu tế cũng không muốn lấy không của người, nhạc phụ cứ ra giá đi. Ra giá sao? Người nghĩ thật là hay. Điện tâm linh ngọc có thể so sánh với thần khí. Lẽ nào người có thể dùng thần khí từ lối huyền đỉnh của ngươi đổi đi sao? Sợ rằng bản thân của người cũng luyến tiếc đây. Vân Kiêu Thiên thản nhìn nói ra. Chuyện này, Lục Tiêu Du cười xấu hổ, dùng từ lối huyền đỉnh để trao đổi. Đương nhiên hắn không luyến tiếc. Địa tâm linh ngọc này còn chưa đạt tới giá trị như thần khí. Chỉ là hiện tại, Nam Túc vô cùng cần địa tâm linh ngọc để luyện chế âm dương lòng hồ đan. Địa tâm linh ngọc nhất định phải thủ lĩnh. nhạc phụ người xem thứ này đi. Lục tiêu du lập tức móc ra một hộp ngọc. đây là cái gì? vần kêu tiền nghi hoặc một chút. Lục tiêu du này sẽ lấy ra gì để đổi địa tâm linh ngọc? hắn nhẹ nhàng tiếp lấy hộp ngọc rồi nói: ta nói trước cho người, ngoại trừ thần khí ra, người không được đánh chủ ý lên địa tâm linh ngọc. Trước đó, người cầm đi vạn niên xích đồng con chưa đủ hay sao? Hiện tại lại còn muốn địa tầm linh ngọc nữa à? Vân Kiếu Thiên còn chưa nói xong, đã bắt đầu mở hộp ngọc ra. Hắn cũng muốn biết bên trong hộp ngọc là cái gì. Hộp ngọc được mở ra, nhìn thấy một quả linh quả màu trắng trong hộp ngọc. Sắc mặt hắn ngừng trọng, lập tức biến đổi nói. Đây, đây là diễn linh thánh quả sao? Không sai, không biết diễn linh thánh quả có thể trao đổi địa tâm linh ngọc hay không tiểu tế chỉ cần một khối nhỏ là được rồi. Lục thiêu dụ lại nói, tiểu tử ngươi cho rằng địa tầm linh ngọc là cái gì, là tàng đá trên mặt đất sao, còn nói chỉ là một khối nhỏ là được rồi. Vân kêu tiền nhìn diện linh thánh quả trên bàn, rồi kinh ngạc nói, Diện linh thánh quả giá trị bất phàm, đối với người cần nó mà nói, giá trị với một kiện linh khí địa cấp còn cao hơn nhiều, chỉ đang muốn đổi địa tầm linh ngọc còn chưa đủ. Thế thì hai khỏa, Lục Thiêu Dù lập tức móc ra một hộp ngọc nữa, hộp ngọc mở ra, một quả diện đình thánh quả lại xuất hiện trước mắt Vân Khiêu Thiên. Người từ đầu thu được hai quả diện linh thánh quả như vậy. Cho dù định được Vân Khiêu Thiên tốt tới đâu, cũng không nhịn được mà giật mình. Một quả diện linh thánh quả đã có giá trị kinh nhân. Hơn nữa thu được nó cũng là một cơ duyên lớn. Thế nhưng không biết tiểu tử này từ đâu chiếm được tới hai quả. Nhạc phụ, hai quả chưa đủ sao? Lục Thiên Du không trực tiếp trả lời Vân Khiêu Thiên. Vân Kiêu Thiên nhìn hai quả diễn đình thánh quả trên bàn đây. Ánh mắt của hắn giật mình, cắn răng lắc đầu nói. Cũng còn chưa đủ, hai quả diễn đình thánh quả tuy rằng trân quý, thế nhưng cũng chưa đủ để trao đổi được địa tầm linh ngọc. Vậy thì ba quả. Ngay khi Vân Kiêu Thiên nói xong, Lục Thiên Du lập tức lấy ra một hộp ngọc nữa. Một quả diễn đình thánh quả lại xuất hiện trước mắt Vân Kiêu Thiên. Vân Kiêu Thiên nuốt một ngụp nước bọt, ba quả diễn đình thánh quả, trên người tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu quả chứ? Một quả diện đỉnh thanh quả tuyệt đối được coi là trọng bảo. Hắn kinh ngạc nhìn về phía lục tiêu du rồi nói, tiểu tử con rốt cuộc lấy từ chỗ nào? Bốn quả. Lục tiêu du không trả lời mà móc ra tiếp một quả diện đỉnh thanh quả nữa. Hắn lại nói, bốn quả được không? Trường bảo vân khiếu tiền rung lên, nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt lần nữa. Bốn quả diện đỉnh thanh quả đấy là bốn quả luôn nhìn lục thiêu du trong mắt vần khiêu thiền tràn ngập sự rung động tiểu tử này chẳng lẽ đã phát tài rồi sao không ngờ lại xuất trả tới bốn quả diễn linh thánh quả đây là thứ có thể giúp cho phi linh bồn hắn bồi dưỡng ra bốn cường giả tồn cấp cho dù là cường giả tồn cấp ăn vào thì chỗ tốt nhận được cũng vô cùng lớn bốn quả diễn linh thánh quả giá trị kinh nhân vần kiêu thiền nhìn bốn quả diễn linh thánh quả trong mắt hiện lên sự nóng bỏng lại cắn răng mà nói tiểu tử chỉ bằng vào bốn quả cũng không thể đổi được địa tầm linh ngọc đâu giá trị của địa tầm linh ngọc so với bốn quả diện đình thanh quả còn cao hơn nhiều ánh mắt của lục thiêu du kẹt đổi xem ra cơ hội dùng diện đình thanh quả đổi địa tầm linh ngọc cũng không lớn nhạc vụ nếu không tiểu tế sẽ dùng từ lôi huyền đỉnh trao đổi địa tầm linh ngọc thì sao lục thiêu du do dự một chút rồi cắn răng nói với phần khiêu tiền cái gì người chịu dùng từ lôi huyền đỉnh trao đổi à Vân Kiêu Thiên tức thì sửng sốt, lập tức kinh ngạc hỏi. Lúc này, hắn đã có hứng thú, giá trị của địa tầm linh ngọc, cho dù cao tới đâu, thế nhưng dùng từ lôi huyền đỉnh trao đổi thì vô cùng dư giả. Tuy rằng nói địa tầm linh ngọc có thể so sánh với thần khí, thế nhưng chân chính so sánh với thần khí mà nói, đương nhiên còn chưa đủ đẳng cấp. Sợ rằng tâm trí bình thường cũng không có ai dùng thần khí đổi lấy địa tầm linh ngọc. Nhìn lục thiếu du, ánh mắt vần khiêu thiên khẽ đảo, lập tức nói. Tiểu tử, có lẽ người còn điều kiện khác đúng không? Lục Thiên Du mang theo vẻ mặt cầu xin mà nói. Địa tâm linh ngọc đối với tiểu tế vô cùng quan trọng, vì vậy tiểu tế nhất định phải có được nó, cho dù phải dùng thần khí để đổi. Chỉ là tiểu tế cũng vô cùng luyến tiếc từ lôi huyền định, khiến cho tiểu tế có chút tiến thoái lưỡng nan. Ta cũng không nói nhiều, giá trị của địa tâm linh ngọc, có lẽ người cũng biết, coi như là ta nói, thái thượng trưởng lão trong tông cũng không đồng ý. Nhưng mà nếu như ngươi mang từ đôi huyền đỉnh ra đổi. Ta nghĩ thái tượng trưởng lão trong tông nhận định sẽ đồng ý. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên sẽ cho ngươi thêm một kiện linh khí địa cấp. Vân Kiêu Thiên nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du chủ động lấy từ lôi huyền đỉnh ra để trao đổi, khiến cho hắn vô cùng hứng thú, thậm chí còn có chút khẩn trương, bắt đầu nói với Lục Thiêu Du. Cáo già, người cho rằng con rể của người là kẻ ngu sao, kẻ ngu mới đổi với người như vậy lục thiêu du thầm mắng một tiếng không nghĩ tới cáo già này lại có hứng thú với tử lồi huyền định như vậy sắc mặt của hắn không chút biến đổi nói nhạc phụ tiểu tế quả thực cảm thấy khó lựa chọn vậy thì người có thể không đổi nữa Vân kiêu thiền trừng mắt nhìn lục thiêu du tiểu Tử này không phải đằng đùa dẫn với hắn đấy chứ đổi thì có thể thế nhưng nhạc phụ phải đáp ứng với tiểu tế một chuyện lục thiêu du nói ra vẻ cắn răng người nói đi Vân kiêu thiền có chút chờ mong lại nói nếu có thể đổi được từ lôi huyền đỉnh mà nói, thì quả thực hắn đã lời lớn. Chỉ là lúc này, Vân Kiêu Thiên có chút ngoài nghi. Bằng vào tính cách của tiểu tử này, chuyện có hại như vậy, tiểu tử này hẳn là sẽ không làm. Hôm nay tiểu tử này làm vậy, quả thực có chút kỳ quái. Như vậy đi, tiểu tế và nhạc phụ đại nhân luận bàn một phen. Nếu như nhạc phụ đại nhân thắng, thì tiểu tế nguyện ý dùng từ lôi huyền đỉnh để đổi địa tầm linh ngọc. Nếu như vạn nhất tiểu tử thắng, vậy thì sẽ dùng bốn quả diện linh thánh quả này đổi lấy địa tâm linh ngọc người thấy thế nào lục thiêu dù lại hỏi nghe lục thiêu dù nói như vậy vần Kiêu thiên lập tức cảm thấy ngạc nhiên nhìn lục thiêu dù nói người muốn đánh với ta một trận sao tiểu tế cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác lục thiêu dù lại nói trong lòng lúc này cũng đang phỏng đoán khoảng cách giữa đồng hải và đại lục đình vũ khác xa có lẽ chuyện mà hắn làm ở đồng hải còn chưa truyền tới vần dương tông bằng vào thực lực hiện tại của hắn, đối phó với vị nhạc vụ cáo già này có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là vị nhạc vụ này của hắn khi trước đã là cường giả bài danh thứ hai trong thập đại cường giả, tuyệt đối không giống với bình thường, sợ rằng cũng khó đối phó đây. Lùi lại vạn bước mà nói, nếu như hắn không thắng được thì cũng chỉ có thể bảo vệ mình, dù sao thì cũng không thua tử lôi huyền định. Ẩm dương lòng hổ đan, nam thúc định luyện chế, chỉ còn thiếu địa tầm linh ngọc này thôi ẩm dường lòng hồ đan trong truyền thuyết không thể luyện chế ra mà thiếu được địa tầm linh ngọc vì vậy lục tiêu du biết thế nào là hắn cũng phải thu được địa tâm linh ngọc cho dù trộm nhận định cũng phải trộm được địa tầm linh ngọc về ánh mắt của vân khiếu thiên nhìn vào trên người lục thiêu du chậm rãi tiến lên hai bước tiểu tử người sẽ phải hối hận đấy tiểu tế sẽ không hối hận cũng đã dự định trước sẽ luận bàn với nhạc phụ một phen nói không chừng còn lĩnh ngộ được chút ít vạn nhân nếu như thắng mà nói, có thể giữ lại từ lời huyền đỉnh mà thu được địa tầm linh ngọc thì càng tuyệt vời. Lục Thiêu Du chậm rãi nói ra. Tiểu tử, đây chính là điều kiện mà ngươi ra. Đến lúc đó thua thì cũng đừng trách ta chiếm tiện nghị của ngươi. Vân Kiêu Thiền nghiêm túc nhìn Lục Thiêu Du, nói cho Lục Thiêu Du hiểu rõ, đồng thời cũng hy vọng Lục Thiêu Du đồng ý, ánh mắt có chút phức tạp. Đến lúc đó, nhạc vụ đừng đổi ý là được. Lục Thiêu Du nói, ta à, cũng có một điều kiện. Ánh mắt của vần Khiêu Thiên trầm xuống, ngừng trọng nói. Không thể vận dụng từ lôi huyền đỉnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng ầm thầm biến hóa, lập tức nói. Không thành vấn đề, không dùng từ lôi huyền đỉnh. Vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi, quân tử nhất ngôn. Vần Khiêu Thiên cắn răng nói, lại thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử kiêu ngạo này càng ngày càng kiêu ngạo. Lần này giáo huấn tiểu tử này một chút cũng tốt. Tránh cho sau này, hắn ra ngoài bị thiệt. Tứ mã nàn truy. Lục Tiêu Dù nói ra, vị nhạc phụ cáo già này, trong lòng một bực nhớ thương tử lôi huyền định, thường nói trong mỗi con người đều có lòng tham, xem ra vị nhạc phụ này cũng không là ngoại lệ. Hắn không dừng từ lôi huyền định, cho dù là thực lực lúc bình thường, hiện tại cũng có thể đánh chết vũ tồn nhất trọng. Đối phó với nhạc phụ cáo già này, có lẽ không thành vấn đề. Dù sao đi nữa, sắc trời hiện tại cũng đã muộn, ngày mai giờ máu, chúng ta sẽ chiến ở trên địa lòng đỉnh. Vân kêu Thiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ nói với lục Thiêu du một tiếng sau đó lại nhìn bốn quả diện đình thánh quả trên bàn giờ mão ngày mai tiểu tế nhất định sẽ tới lục tiêu du mỉm cười trong khi nói nhanh chóng thu bốn quả diện đình thánh quả vào trong nhẫn trữ vật nhìn tốc độ này của lục tiêu du Vân kêu Thiên không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn vậy thì tiểu tế xin cáo lùi trước lục tiêu du nói xong lập tức rời khỏi tỉnh viện lúc này sắc trời bất trị bất giác đã tới hoàng hôn kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo